Hôm nay mình sẽ review bức tranh què nha. Tranh này trời đẹp quá thôi mà cũng phải vô thôi. Người chị này sáng nay đã cởi đồ sẵn luôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cho chị đó đi học thôi. Đi vệ sinh xịt. Đi học hay mặc bộ nào đây ta? À, đi học đấy rồi. Thì chúng ta sẽ mặc đồ đi học vô cho chị trong bài Melody. Mà dày nữa nha, dày này dày thể thao, nhìn nó sexy ghê á. Rồi ha, bây giờ chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút cặp đúng không? Cặp thì thường thường bạn này hay để ở bên trong toilet á. Thôi bây giờ tụi mình sẽ đi chuẩn bị được một chút đoạn chưa. Các bên đây là thấy nguyên cái quầy đoạn chưa rồi. Giờ có tủ lạnh hả? Không phải là hẳn là tủ lạnh, nhưng mà có hai bảng thuốc cân lận đó nha. Mình sẽ đứt đuôi. Thôi bây giờ mình sẽ chọn một để xem. À đây rồi. Anh này sẽ bỏ được tách một tách cà phê có in hình anh hình như cái nơi hay nhìn nên là Hello Kitty. Giờ vừa mình nhắc là có Hello Kitty luôn để xem này phù hợp. Ôi có nguyên một cái hộp Melody khoai tây chiên luôn nè, ngon hết sảy còn mà 7 luôn. Thôi đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đi học về nhà rồi về mau thôi. Giờ chúng ta sẽ trả đồ ăn ha, vì ngày mai thứ bảy mà, ngày mai có thể đi ăn mấy cái kiểu hamburger ăn vịt hoặc là Hello Kitty. Đây này, có cái tách cà phê này thôi. Giờ thì còn chờ gì nữa. Rồi về nhà rồi, chị về rồi đây. À chị về rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay đồ cho chị này nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cởi đồ của người chị này ra. Nhân vật chính ở nhà bớt đưa đi. Chúng ta sẽ cất cặp. Cái cặp này mọi người háo cẩn thận nha, coi chừng nó rách luôn á. Rồi thấy gì mình báo quá trời mới rách luôn. Rồi treo cặp ở đây. Tiếp theo là để tắm thì mình sẽ mặc đồ. Qua phòng này mặc đồ đi. Rồi ok, nằm được một lúc thì phải tới giờ đi ngủ. Lúc mà tới giờ đi ngủ á thì mình sẽ cất đồ, sau đó là mình sẽ đi mặc đồ ngủ. Kiểu nhìn đồ ngủ mà cũng đẹp rồi đó. Cái đồ ngủ mà nhìn nó cute hụt me nữa. Em mà khoan, mình sẽ phải mang dép vô cho đủ bộ luôn mọi người hiểu không? Rồi ok, là bên bên phòng này ý đi vệ sinh thì đâu có cần phải đổi nón đâu, cứ để nón ở đây đi. Rồi đây vệ sinh. Yeah, tới phòng ngủ rồi. Bây giờ mùa mọi người nha. Cởi giày cô tê ra nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi ngủ, cho nên phải đổi nón. Chúc em ngủ ngon, chúc bạn ngủ hầu cũng phải đẹp phết nhỉ. Bây giờ thì mình sẽ kiểu là
ngày mai cái quán này sẽ khai trương, đây là bảng giá, đây là hai chỗ khoa và cái hộp bí mật la 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 luôn, coffee house nha. Đây đồ ăn phải như thế chứ, và gửi đến cho mọi người, bên shop tụi mình có bán cái này với kurumi nữa nha, mọi người đừng lo, đây là hàng thật, phải hàng giả đâu, hàng giả người ta sẽ bị kiểu rách, còn hàng giả người ta sẽ không có cái này đâu. Hàng thật, khi nào các bạn thấy cái này thì mới là hàng thật nha. Shop mình bán 100% không bao giờ giả, luôn luôn là thật. Shop mình đó còn còn khuyến khích tặng thêm một con gấu siêu dễ thương này, có thể cởi quần cởi áo ra cũng được luôn, cho những vị khách nào mà mua nhiều nhất trong shop mình, mà mua Melody nhiều nhất luôn á, còn mua Kurumi cũng được nữa mọi người ơi. Lưu ý nha, lưu ý nha. Bye bye.